Ờ, mấy cái trái phê này nay lớn ghê luôn anh ơi. Mấy trái đằng đây mà cũng lớn nữa nè em. Vậy hả? Hồi sáng trời mưa tự nhiên cái chiều nắng hả? Anh thấy trời bữa nay nắng rất là đẹp buổi chiều nè. Xin chào các bạn. Anh đang lại quay làm gì á? Chào các bạn. Anh là chuyên gia đóng khung, cho nên bà xã bắt đóng khung nữa. Phá không à trời. Đóng khung với vàng là chuyện của ông thua là muôn mà. Thì hôm nay thì ông xã mình đóng thêm một cái khung ở chỗ này nữa các bạn. Coi như nhà mình hết luôn. Và anh đóng thêm hai cái khung gỗ đằng kia nữa để mà mình trồng rau. Còn đây anh tính trồng gì? Anh tính trồng cái cây kiwi mà nó không có lông á, cái loại xanh á. Thì cái loại kiwi đó nó chỉ cần một cây thôi, nó cũng không cần cây đực. Cho nên anh tính trồng ở đây cho nó bò lên đây. Rồi cái vàng nó bay nó chạy ra đây. Thì ông xã mình làm cái khung này ngay gần ở chỗ cái vàng nho thì tính trồng cái cây kiwi xuống đây và làm thêm một cái vàng nữa hả? Làm cái vàng nhỏ nữa. Trời ơi, chỉ là mình trồng kiwi bên kia rồi bên đây luôn. Kiwi bên kia thì loại nó có lông, phải cần hai cây, một cây đực, một cây cái. Còn bên đây một cây thôi. Ừ, thì ở bên kia thì cái khung mình đóng loại cái khung bên kia rất là to, còn cái khung bên đây thì nó nhỏ. Bà xã mình định đóng dài ra tới đây luôn mà bà xã nói không được, tại vì ra đây chán đường đi. Đúng rồi các bạn. Thì ông xã mình dự định là sẽ trồng cái kiwi vô đây và sẽ làm cái vàng nhỏ nhỏ ở đây cho nó gọn gọn, hằng cho có trái thôi. Nhưng mà làm rộng vậy chắc có thể trồng rau vô cũng được nữa đó. Thì anh định như vậy đó. Trồng cái cây kiwi ở trong đó, ở ngoài đây thì mình muốn trồng gì mình trồng. Dạ thì ông xã mình có đóng hai cái đằng kia nữa, chút mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Cái này thì sắp xong rồi. Vậy là chút mình làm xong mình trồng cái kiwi xuống luôn nha. Được rồi. Đẹp không? Chưa biết, chưa xong mà. Ở đây thì cây lê, anh lê này là lê của lê lai phải không? Đó là lê, cái này là lê của châu Á đó. Châu Á, lê châu Á các bạn. Wow, trái nó bự rồi nhưng mà năm nay nó không có nhiều bằng năm rồi á. Đúng rồi. Tại như cái năm nay mình bị gãy một nhánh này không? Dạ. Còn cây này là cây pawpaw nè các bạn. Thì bữa hổm mình mua nó có bông này, nó trổ nè. Không biết là nó có trái không. Nguy hiểm là em thấy như rụng hết trơn rồi. Nó rụng rồi. Yeah. Hồi sáng anh thấy nó có trái, còn cái cuốn anh tưởng đâu nó đậu được trái, nhưng mà bây giờ anh thấy nó héo queo rồi. Đâu? Anh mừng quá trời luôn rồi, bây giờ thấy nó héo queo niềm ui. Đây nè. Nè các bạn, bữa nó đây là cái bông rồi nó rụng mấy cái cành hết rồi. Giờ nó héo queo luôn. Rồi sáng nó còn tươi lắm. Anh rờ nó còn. Anh kêu anh rờ. Anh rờ nó còn cứng ngắc à. Phá không. Rồi anh chạy vô nó, bà xã ơi nó được có trái rồi. Chiều ra rồi. Chiều ra cái nó niềm ui à. Mệt ghê. Chắc cái này phải trồng xuống á. Không biết cái này nó có trái không nè. Thì cái cây này cũng có rất là nhiều bông mà ta nó cần phải hai cái bông nó phụ phấn qua lại. Nhưng bữa cái kia cái cây nhỏ nó có bông á thì cái cây lớn nó chưa trổ. Bây giờ cây lớn nó trổ thì cây nhỏ rụng hết trơn. Coi như là chắc không có trái năm nay rồi. Đây là cây qua mẫu đơn nè các bạn. Thì bữa hôm có bao nhiêu bạn nói quay cho các bạn xem ha. Thì nó trổ ngày hôm kia rồi. Nhưng mà bắt đi làm không có thời gian quay. Bữa nay thì nó cũng nở banh ra luôn các bạn, nhưng mà cũng còn rất là đẹp. Màu hồng ha. Wow, cái bông nó chạy bự luôn. Đây cái búp nè. Aiden có thể phụ mẹ tưới rau được. Không lấy nón đợi con. Rồi, một lớp nữa, xong. Sắp xong rồi anh hả? Sắp xong rồi. Nhưng mà cuối cùng thì nó bị hết đưng. Cho nên anh lấy cái vít này nè, anh bắn nó vô. Thì cái này anh đóng 5 lớp hả? 5 lớp. Thì ông xã mình đào chút xíu đất vậy nè, nhét nó xuống cho nó chắc chắn các bạn. Thì đóng 5 lớp lên. Thì 5 lớp bằng cái gỗ này không? Cái mai mốt anh đóng một cái lớp gỗ ở trên á, loại mua Home Depot, cái loại treated wood á, nó đẹp. Mình đóng lên cái nhìn nó đẹp mắt một chút. Thì cái gỗ này là gỗ miễn phí các bạn, của thằng Đậu nó làm trong hãng rồi nó mang về cho. Cho nên mình đóng cái này. Nếu mà các bạn nào muốn đóng thì mình có thể vô Home Depot đó. Mình mua gỗ về cái mình cưa mình đóng những cái khung như thế này. Trồng rau rất là thật. Mà lại không có bị côn trùng ăn đó anh hả? Dễ chăm sóc. Mà đặc biệt anh chị mà lớn tuổi ha, là cô chú lớn tuổi á, thì mình làm những cái khung này rất là tiện luôn các bạn. Đúng rồi. Tại vì nó cao, nhìn nó nhỏ nó, cái mình đi lại đây mình trồng. Dạ, với là mình lâm cơm mình không có ngồi á. Không có ngồi ha, là mình bắt cái ghế, mình ngồi mình trồng.
Dạ, rất là tiện luôn á. Thì mình thấy cái này nè, ai mà muốn trồng cái đất á, làm những cái khung này, cái mình trồng mà thứ nhất là không có sâu bọ nè, bà chặn nó không có lên, dễ chăm sóc, mà lại không mỏi chân, không mỏi lưng nữa. Thì các cô chú nào mà cũng lớn tuổi hay gì đó, mình nhờ con cháu đó đóng những cái khung như này. Ha, à. Em thấy ở trong Home Depot nó cũng đóng sẵn nhưng mà nó không bự thôi. Nó mắc hơn thôi. Đúng rồi, cái này thì mình đóng rất là rẻ các bạn. Với lại mình kiếm cái wood, cái gỗ như như này mà miễn phí đó, mình về mình đóng cũng được. Hay là mua, hay là nếu mà mình mua cái khung đóng sẵn cũng được, rất là tiện. À, xong rồi thì bây giờ mình đi lót ni lông hả? Lót ni lông xong cái mình bấm tạm thời không, cái mình đổ đất lên là mình trồng được rồi. Rồi cái sau đó mai mốt anh mua cái gỗ đó, cái anh đóng lên sau. Rồi, xong. Cuối cùng. Ni lông em cắt luôn rồi nè. Rồi, bây giờ mình lót ni lông. Thì mình lót ni lông á, thì nó cho tại cái gỗ này á các bạn, nó có nhiều lớp như này, nó có kẽ hở. Rồi mình mùa không có muốn những cái con côn trùng hay gì đó, nhất là cái con gì em, con bà tiêu chằn. Á. Bà chằn với con bà chằn tiêu. Hay gì đó, nó chui vô những cái lỗ kẽ đó. Rồi đặng cho mình đóng kín lại luôn, và với nó giữ ẩm cho đất mùa đông nữa. Giữ ấm chứ. Rồi mà có một công dụng nữa là gỗ. Mình cái gỗ này nó không phải là gỗ nó bảo quản, nó kêu là treated wood đó các bạn. Cho nên mình đóng như vậy là cái nước nó không có ngấm vô vô cây, cho nên bảo quản cái cây nó được lâu hơn. Mà mình chỉ đóng ở mé trong thôi, nó dài xuống tới đất. Ở trên cái mình đóng lấy cái kim này nè các bạn, ở đây là cái kim bấm. Kim bấm mình bấm xuống. Xong cái bỏ đất lên. Xong cái mai mốt cái mình bỏ đất xong là cái ở trên đây mình đóng thêm một lớp nữa cho nó đẹp mà nó đẹp chắc luôn. Nó đẹp phải không? Đây. Mệt. Xong. Nè. Thì xong rồi, bây giờ thì mình cuốn cái ni lông gì các bạn vô đây cho nó chặt, cái mốt rồi ông xã mình đóng thêm một lớp gỗ nữa, nó kẹp xuống nó vừa thẩm mỹ mà nó vừa chắc chắn nữa. Bảo vệ được cái cây nó không? Thôi, coi như tạm xong. Thì ông xã mình sẽ đổ đất vô thì mình có thể trồng rồi. Đất, nấm. Thì bây giờ đổ đất vô để trồng. Cái này chắc chừng 2 xe à, đầy không? Chắc cũng hơn 2 xe. Thì đất này cũng là đất nấm luôn các bạn. Đất này mình mới mua các bạn. Mua thêm á, bữa thiếu á. Tại vì mua là đổ bên mấy cái khung bên kia đó. Chắc cái... cũng ha, hơn 2 xe không? Dạ. Thì mấy cái đất ở kia mà ông xã mình đào ở phía dưới á, thì mình bỏ vô đây luôn, bỏ phía dưới. Xong rồi mình đổ đất nấm lên. Nó sâu vậy chắc nó không có bị cỏ lên đâu ha. Không đâu, cỏ nó sâu quá đó, nó lên không ở đâu nữa. Các bạn thấy cỏ không? Mình để ở dưới luôn. Chắc trở nó xuống đi ha. À, lật, ăn lật nó úp. Úp nó xuống. Mấy cái khung mà hồi trước mình làm á các bạn, cỏ này á, mình không có dẫy lên luôn á. Mình chỉ trải một cái tấm carbon mé dưới đó. Cái mình để cái khung lên. Cái carbon nó làm cách mặt ánh nắng đó. Cho nên cỏ nó không có lên được. Thì đây là cái khung này ông xã mình mới đóng nè. Thì đã đóng cái bằng cái gỗ mà của thằng Đậu nó cho đó. Thì đây các bạn. Giống như đẳng nhưng mà ở trên thì mình mua cái gỗ mình đóng cho nó đẹp. Thì các bạn thấy vậy, trong đó thì mình cũng có đóng ni lông. Lớp ni lông. Là cái ở trên mình đóng một cái khung những cái gỗ đẹp này ở trên nè các bạn.
Dạ, thì những cái cô bác nào mà lớn tuổi mà giống như mình ngồi xuống khó khăn á, thì mình có thể đóng cái này nè các bạn. Mình trồng rất là khỏe luôn, mà lại mua những cái gỗ này cũng không có mắc tiền. À ha, rồi nãy mình cũng có chia sẻ là mình nếu mà mùa đông, mùa xuân á các bạn, trồng cây mà nó chịu lạnh á, các bạn, các chú bác có thể đóng một cái nắp mà nó có ni lông á các bạn. Đặng cho nó, mình đậy lại cái nó kín. À, mình ươm cây con hay gì trong đó khi mùa xuân xuống cũng rất là tiện luôn. Thì ông xã mình đóng nguyên một cái dài này luôn thì mình có thể trồng cà chua hay là ớt chuông hay là cái bí ngồi đâu đây cũng được, thì mình có thể trồng rau cải cũng được luôn. Ừ. Rất là tiện lợi. Cái này mà trồng cà chua mà nó lên cao cao đó. Ừ. Cái trái nó tỏ tỏ xuống đỏ đỏ xuống đỏ đỏ. Dạ thì ông xã mình đóng thêm một cái hộp ở trong kia nữa để mình trồng kiwi nè các bạn. Đây nè các bạn. Thì bữa nay mình sẽ trồng nó xuống luôn. Ở đây thì nó sau cái chòi nhà kho của mình. Đó, cũng một khung như cái ở bên ngoài luôn. Nhưng mà chỗ này, trong cái góc chỗ này thì rất là ít nắng. Nhưng mà khi mà cái cây mà nó lên cao thì rất là nhiều nắng ha các bạn. Thì nó sẽ bò lên cái dạng này. Thì ông xã mình nó hơi trồng hai cái đây luôn. Đó. Thì mình sẽ trồng cây đực ở trong, cây cái ở bên ngoài. Tại bên ngoài đây thì nó nhiều nắng hơn chút xíu. Ừ. Đất này thì đất nấm mình đổ hôm nay chắc cũng mấy ngày rồi, thì trời mưa đó, dưới tưới nước cho nó nguội bớt. Đất này đất nấm đó các bạn, đất mới mua về luôn á, mấy ngày. Hết nóng còn hơi ấm ấm rồi nè, vừa hổm mới đổ nó nóng lắm. Nóng. Ừ. Với lại anh nghĩ cái đất này nó cũng đã cũ rồi phải không? Cũng đã lâu rồi, người ta đổ ra ngoài đó. Có khi rồi mà đầu tiên á, đầu mùa mình mua á, nó còn rất là nấm á, mình đổ ra mà nó lên khói á các bạn, lên hơi á. Thì đó không biết cái mình trồng rau xuống là nó hư liền à. Hư liền, nhưng mà cái cây này anh thấy nó cũng mạnh mẽ rồi. Nó ấm chút, nó thích nè. Ừ. Thì mình bỏ chút xíu bone meal vô. Nặng quá. Tại cái này bữa em ra chậu á, nhớ không? Hôm bữa mình mua chậu nhỏ, mình tính cho nó lớn lớn chút rồi mình mới trồng. Thành ra mình ra cái chậu hơi bự. Bây giờ lấy ra cũng hơi cả vấn đề nha. Cái loại này thì nó có lông các bạn. Nó cần cây đực cây cái. Tại này mình cũng mới ra chậu hả? Cho nghĩ em nghĩ cái rễ nó cũng chưa có ra ngoài đâu. Ừ, vậy em đổ đó, em để nằm ngang đó cái em. Đó, nó chưa ra rễ. Chưa ra rễ. Vậy mà chuẩn bị dữ dội. Vậy em lấy đất cũ em đổ vô anh à. Ừ, ừ. Thì mình có bỏ bone meal với... Em bỏ rồi. Với blood meal với chút xíu ha các bạn. Thì chỗ này mình cũng có kéo cái ống nhựa đen qua đây để cho nó tưới tự động. Nhưng mà khu chỗ này thì chưa có mình gắn với những cái dồi vô ha. Thì có nhiều bạn nói là cái này không có nên trồng trong chậu tốt hơn. Tại cái rễ nó ghê lắm. Cho nên mình mới trồng nó ngay gốc đây, nó không ảnh hưởng gì hết. Với lại chỗ này ở bên hàng xóm cũng có nhiều cái cây... Ăn trái lắm. Cây ăn trái to nè ha. Thì mình trồng ở chỗ này cái này... Nó chen chút với dành ăn với bên kia bên kia. Đúng rồi, đó. Được rồi ha. Ừ. Lát mình lấy cái cây mình nè. Cầm nó lại. Cầm nó cho nó ra. Ừ. Wow, cái cây này đó mình mua nó cũng đâu có bò như nhiều như vậy. Wow, coi nè. Ừ, chừng ít bữa nó lại lên tới vàng rồi đó. Đây các bạn, nó lên vàng để lên chỗ này ha. Cái này mốt mà trồng nhiều năm cái nó dành cái vàng su của anh quá. Chắc vậy á. Ừ. Rồi xong, coi như trồng hai cái này xong rồi. Thì cái này mình chút xíu nữa mình lấy cái đồ mình cầm nó xuống các bạn. Cho nó bò lên. Rồi, giờ mình trồng bên kia. Rồi, qua bên kia trồng. Trồng gì em? Ồ, em trồng mấy cái cây mù tạc vô đây anh. Tại mù tạc thì nó không có cần cái nắng nhiều. Rồi, bữa hai vợ chồng mình trồng trong chậu các bạn. Bây giờ bứng ra đây. Đúng rồi các bạn, thì cái chỗ này là trồng mù tạc lý tưởng luôn, nó không có nắng. Ừ. Mà chỗ này cho nó đẹp cái tấm lều lý tưởng của mình luôn anh. Em có không muốn tùm lum không em? Em nghĩ không cần đâu, cái này nó... Này bữa em bỏ rồi phải? Bỏ rồi, với lại nó... Nó rất là mạnh các bạn. Mạnh lắm. Cái này mà trồng ở chỗ bóng mát đó các bạn, nếu mà nắng nhiều quá nó không có tốt. Cái này hôm nay mình phải đi giấu sau cái nhà kính của mình đó. À. Còn không phải mình để nắng cái nó hư hết trơn à? Không có nắng luôn các bạn, mình giấu ở trong đó. À, mà nó tốt. Cái loại này nó khi mà nó lên đàng hoàng rồi nó rất là tốt các bạn, nó rất là cái lá nó rất là bự. Rồi nè, à không? Cái mai mốt mình có cá hồi đó đi câu về cái nhổ ra đây
ăn bầu tạc tươi rất là ngon luôn. Có cây con không là mình làm cho nó 3 cây luôn? Chưa, để từ từ đây nè, nó có đang nhảy nhưng mà em không muốn. Thì mình còn chỗ này ít bữa mình sẽ trồng cây, mình có 5 cây các bạn. À mà bữa nào mình đi xin. Hồi bữa nào mình tới nhà thằng Đậu mình chôm. Thì cái này nhóm cũng loại nhà Đậu xin nè các bạn. Nè, cái này thì mấy cái gốc nhỏ đó mình trồng bắt đầu lên rồi không? À. Mà cái này cũng dễ trồng lắm, mình nhớ là trồng ở trong bóng mát á. Đặc biệt là cái bồ tạc này là ăn nó rất là khác biệt với cái bồ tạc mà mình ăn ở trong cái tiệm thường thường ở đây nè các bạn. Cái đó là loại đó nó làm từ những cái củ cải ngựa, còn cái này mới chính là cái wasabi. À, thì những cái bạn nào mà giống như là sành ăn đó thì người ta thích ăn cái loại này các bạn, mài ra rồi ăn với cá sống đó thì nó có vị nó khác liền. Có vị nó khác này, nó có vị ngọt, vị thơm ở trong. Còn cái kia thì không có, nó nồng. Cái này nó nồng, mới đầu nó nồng từ từ nhưng nó kéo dài và nó sâu ha. Nhưng mà ai không ăn không quen nó nồng ghê lắm. Rồi. Ok. Đẹp không anh? Đẹp. Đó. Đẹp đó các bạn. Thì mới mốt mình sẽ trồng. Thì bồ tạc Nhật này nó bây giờ nó bán ở trong cái những cái vườn ươm Tây rất là nhiều các bạn. Ờ mấy năm trước sao mình không thấy, sao năm nay thằng Việt thấy nhiều nha. Tại vì người ta bắt đầu trồng nhiều á em. Vậy hả? Cái nó đem về trồng. Nó thì cái gì người ta cần nhiều cái nó bắt đầu nó đem về nó bán à. Dạ rồi. Thì bây giờ thì mình còn một cái cây kiwi mà cái loại này thì không có lông mà nó không cần cây đực. Nó lưỡng tính luôn cho nên mình lại đằng kia mình trồng. Tại vì mới đầu tính trồng 3 cây chỗ này nhưng mà nó quá chật chội đó. Mình muốn mà mình trồng cái gì lưỡng tính được rồi. Bởi vậy trồng chỉ 2-3 cây mất công quá. Thì nó phải trả tiền 2 cây các bạn. Mà nó nó cũng như là nó chiếm cái chỗ nữa. Ôi, mấy cái hồng này thấy lớn lại nè. Ở bên đây thì nó ít hơn nè. Mà thấy nó mau bự hơn bên kia đó. Đây thì ở đây mình sẽ trồng ở mấy bên đây. Thì theo lời yêu cầu của ông xã thì nói trồng bên đây nè. Đặng cho mà giống như mai mốt cho nho nó bò qua An Giang chút xíu. Thì ở đây nho nó bò lên tới đó các bạn. Nhưng mà cái vàng mình An Giang qua đây nó cho nó bò qua tới đây luôn. Còn cái mình làm cái vàng từ đây lên đó thì cho cái cây này nó bò. Nó bò cái nó đi vô ở mé trong đó ha. Đó, cũng dự tính hết rồi. Quá trời tốt luôn, cái cây này nó tốt. Còn ở đây mình trồng gì nữa ta? Thì này để mình coi có gì đó, mình sẽ trồng vô các bạn. Nói chung là mấy cái khung này dễ trồng lắm, mà dễ chăm sóc nữa cho nên mình cũng thích trồng. Với lại ít có cái con nhị nó bò lên đây đó các bạn, cho nên mình đóng lót ni lông như vậy đó. Nó bò vô không được. Không có sợ sâu bọ đó. Không có sợ mấy con giống như là ốc sên hay bà chằn hay là những con tiêu rồi đó. Chỉ sợ những đất mình mới mà bỏ vô nó có trứng hay gì đó. Rồi nó nằm nó ở đây, nó ngủ ở đây luôn. Nó đẻ xanh làm nhà của nó ở đây. Rồi coi như là bữa nay thì hai vợ chồng đã đóng xong những cái hộc và trồng những cây kiwi xuống rồi. Rồi đẹp quá ha. Rất là đẹp luôn. Thì những cái khung nhỏ nhỏ này rất là tiện lợi ha các bạn. Dễ trồng mà nó đẹp, làm đẹp cái khu vườn nhà của mình đó. Dạ thì lại đằng kia mình coi đi ha. Đó thì ngay chỗ đó thì ngày mai anh sẽ đóng cái cái vàng phải cái không? Vàng. Thì mà mua sắt rồi nè các bạn. Thì ở đây là mình toàn là đóng vàng sắt không à. có nhiều bạn không? Vàng sắt này trời mưa ra ngoài đây đứng coi chừng nó ra sắt đánh. Thì tại vì các bạn thấy cái vườn của mình nó rất là nhỏ mà mình đóng bằng những cái thanh gỗ mà nó bự như thế này á thì nó bị choáng hết cái không gian mà choáng luôn cái nắng nữa. Đúng cho nên ông xã mình tận dụng bằng cái những cái thanh sắt này, nó vừa tiện lợi, nó không chán không gian mà có thể treo được những cái chậu treo nữa các bạn. Đúng rồi các bạn. Nói về sét á thì ở đây một nguyên một năm mà không có nghe sét ha. Lâu thiệt là lâu mới sẽ nghe sét một lần, mà nghe thì nó xa xa ở đâu á, nó không có lớn. Thì đúng rồi, ở đây thì rất là ít sét các bạn, thành ra cũng không có lo vấn đề đó. Thì xong rồi. Thì những cái này thì ít bữa mình chính đây em tính dời cái cây cà chua lên đây luôn anh à. Ở đây cà chua hay cà tím thì ở đây là chắc cà tím thì không biết có dời không nhưng mà chắc có thể dời cà chua lên đây các bạn. Thì thường lúc trước mình để những cái chậu ở đây
nhưng mà ông xã mình đóng vậy thì rất là tiện, mình có thể để những chậu nhỏ mấy bên ngoài này luôn. Còn ở trong đây nó cao lên vậy đó thì nó cũng như nó thêm nắng được chút xíu nữa. Còn cái chỗ này em, cái cây này nè, cây này là cây chanh dây nè, thì mình tính đem lại đó, hay là có thể em nghĩ chắc để chậu luôn quá hả? Thì để mình để chậu, tại vì chanh dây mùa đông nó không có sống được các bạn. Thì mình để đó cho nó bò lên luôn. Bò lên đó, lên đây cái mùa đông cái mình lấy nguyên cái vàng của nó đem vô. Dạ. Nói chung tính rồi hết không? Nói chung tính hết rồi đó. Dạ, coi như xong rồi thì mình cũng muốn giới thiệu cho các bạn là có những cái làm những cái khung gỗ này đó, mình những cái người mà không có đất hay là ít đất á, mình có thể làm cái này rất là tiện lợi mà chăm sóc cũng dễ dàng nữa các bạn. Có nhiều, anh thấy nhiều bạn đó, như cái ở trên xi măng vậy nè, đóng lên cái khung này luôn, để lên cái rồi đổ đất ra trồng. Em nghĩ cũng được á, tại vì ở phía dưới của mình là đá đó, thành ra mình lấy sơ sơ thôi, mình vẫn còn giữ cái đá. Tại vì mình đổ một lớp đất rất là sâu vậy, thành ra mình trồng cũng không có lo là cũng như cái rễ nó xuống dưới nó bị cùng ha. Ừ, với lại trồng rau cải thì rễ nó không có xuống dưới đâu các bạn. Với lại mình giống như mình trồng những cái kiwi đó, mình không muốn rễ nó ăn luồn tùm lum tùm la, cho nên là mình cũng muốn cho nó giảm bớt. Dạ thôi, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của vợ chồng mình. Nếu các bạn thích xin bấm like, đăng ký và chia sẻ để xem những video kế tiếp nha. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye các bạn. Mình thấy mấy cái xà lách này cũng tới lứa rồi. Chắc phải nhổ vô á đặng mà giống như là cho nó có chỗ để cho nó phát triển á. Đúng rồi, tại vì cái cây này giờ nó lấn mấy cái cây cà với cây ớt quá ha.